Một năm qua quay rồi là sẽ sống và cống hiến hết mình vì khán giả truyền hình. Với những người nghệ sĩ thì sự đón nhận của khán giả, những lời nhận xét, những lời động viên chính là động lực để họ có thể tiếp tục trên con đường nghệ thuật của mình và có thêm thật nhiều cảm hứng. Dù có khó khăn, dù có nhiều thử thách đến mấy thì chắc chắn là những người nghệ sĩ họ sẽ vượt qua được trong tình yêu của khán giả. Còn ở chiều ngược lại, tôi tin là nếu như quý vị khán giả có một cơ hội, chắc chắn họ sẽ nói với các nghệ sĩ rằng xin được trân trọng cảm ơn canh các chị vì đã khiến cho cuộc sống của chúng tôi có thêm nhiều sự cảm thông, sẻ chia, thấu hiểu. Vâng, dù là điểm tựa nào đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất là nghệ sĩ và khán giả chúng ta đều có nhau, phải không ạ? Và nhân dịp đầu năm mới, khi một mùa xuân mới đang về rồi, chúng ta cùng hướng tới một năm 2022 với thật nhiều hạnh phúc bình an. Đến lúc này, những người nghệ sĩ sẽ nói lời chúc mừng năm mới tới tất cả quý vị. Chúc mừng năm mới!